Đêm hôm rình mãi mới bắt được bà cụ ăn trộm ốc, dân tình liền nảy ra tranh cãi về việc nên tha hay là không. Theo như người này kể trong clip thì anh đầu tư tiền vào ao nuôi ốc, tuy nhiên liên tục bị kẻ xấu ăn trộm từ Tết đến nay làm thất thoát rất nhiều. Đêm hôm ngủ bờ ngủ bụi rình mò, cuối cùng anh đã bắt được thủ phạm với cả tang chứng vật chứng đầy đủ. Đó là một bà cô lớn tuổi có quen biết ở trong xóm. Bữa nay bắt được nè, mở chín rồi nha. Hổm gà dữ lắm rồi. Hổm gà là mắc biết bao nhiêu ốc luôn rồi. Không có xin lỗi gì, bây giờ nè. À, hổm gà mình mắc nhiều lắm nghe mọi người. Mình mắc nhiều dữ lắm rồi. Bây giờ bữa nay mình gần bắt được nha mọi người. À, hổm từ hôm Tết hồi mấy nè. Từ năm ngoái tới giờ nha, mình mắc biết bao nhiêu ốc nè. Mọi người ốc nuôi nè, nuôi gì đây nè. Khỏi có xin lỗi, giờ mở ôm ốc rồi mở về đi. Rồi mới mở lên trên ấy nói chuyện. Con báo cho mày biết gì đó mày chính. Khỏi cái xin lỗi gì trơn á, mà biết con về đây con cực khổ cỡ nào, con nuôi ra ốc được bao nhiêu đây không? Trời ơi trời, con mắc ha, con mắc ở đây là không biết bao nhiêu lần rồi. Đừng có nói gì hết trơn mợ chính. Bây giờ mợ đi vô đây với con luôn nè. Thôi cho mợ về đâu. Mợ khỏi đây. Không có xin lỗi gì trơn á. Sau khi đăng clip với đầy sự bức xúc lên mạng xã hội, nhiều người đã nổ ra cuộc tranh cãi giữa quan điểm có nên tha thứ cho bà cụ hay không. Theo đó, phần đông cho rằng vì cuộc sống mưu sinh nên bà mới làm vậy, chồng bà cũng khá cực khổ, chưa kể đêm hôm lặn lội dưới ao, ngâm mình dưới nước cũng chả sung sướng gì. Bà cũng lớn tuổi, chỉ muốn kiếm chút tiền, lo cho bữa cơm, thôi thì nên làm phước tha cho bà tội nghiệp. Tuy nhiên ngược lại, nhiều người cho rằng thương không đúng chỗ là ác, ác đúng chỗ mới là thương, cái gì cũng phải rõ ràng. Với những ai từng nuôi ốc thì sẽ biết nó cực khổ như thế nào. Chưa kể bị mất từ năm ngoái đến giờ thì càng không thể tha thứ được. Tiền bạc, công đêm hôm chăm bẵm, lỗ lãi gánh chịu rồi ai thương cho anh. Tốt nhất nên gọi công an xuống giải quyết. Hiện video vẫn đang viral và nhận về rất nhiều tranh cãi. Còn theo bạn, có ý kiến như thế nào? Hãy để lại comment cho mọi người cùng biết nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi Tin Nhanh 3 phút. Nhớ nhấn đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều tin mới mỗi ngày nhé.